Đăng Khoa trân trọng kính chào quý thính giả trên làn sóng đài Sài Gòn 900 AM phát thanh tại thành phố Houston, và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình hội thoại cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS. Thưa anh Thắng thì bây giờ một cái vấn đề khác nữa chúng ta thảo luận ngày hôm nay, cái này nó cũng giống như là một cái bản cập nhật mới đối với cái vấn đề vận động định cư đồng bào tị nạn và cụ thuyền nhân ở Thái Lan, thì không biết là hiện giờ BPSOS đã tới đâu rồi, thì xin mời anh có những cái thông tin mới nhất thưa anh Thắng. Về vận động định cư cho khoảng 1.000 đồng bào chúng ta đã có quy chế tị nạn, đây là những người mà phần lớn là đã rời khỏi Việt Nam từ năm 2007 trở đi, họ đã đến Thái Lan trong vòng 15-16 năm qua. Cái con số người đến là nó cao hơn như vậy, nhưng mà hiện nay còn 1.000 người đã có quy chế tị nạn, tức là được công nhận tư cách tị nạn bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Có nghĩa rằng là nếu có quốc gia nào nhận họ định cư thì họ có thể lên đường đến định cư, nhưng trong rất nhiều năm họ đã nằm chờ dài cổ ở bên Thái Lan. Bên cạnh đó còn có khoảng 800 đồng bào chưa có quy chế hoặc là không có quy chế, bị từ chối quy chế tị nạn rồi. Thì cái đó là một chuyện khác. Nhưng mà ít ra trong khoảng 1.000 đồng bào là cần đi. Thì chúng tôi tập trung 95-98% là đặt cái trọng tâm vào những chương trình của chính phủ Hoa Kỳ, của chính phủ Canada, Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Đức, v.v. Một số ít có thể sẽ được hưởng cái lợi ích của chương trình Welcome Core mà chúng ta đã nói đến. Đó là cái chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ. Nhóm 5 người có thể kết lại với nhau để bảo lãnh cho một gia đình người tị nạn đã có quy chế tị nạn vào Hoa Kỳ. Cái chương trình này chúng tôi hoan nghênh, nhưng mà nó không phải chương trình chính, nó không phải là trọng tâm. Bởi theo cái nhận định của chúng tôi tham gia vào cái cuộc vận động và thiết kế chương trình này ngay từ đầu, chúng tôi nhận định là có lẽ chỉ ảnh hưởng khoảng 1-2% trong tổng số những người sẽ được định cư mà thôi. Và cách nhìn như vậy đó, thì chúng tôi mong mỏi rằng đừng cứ chờ cho tới khi giai đoạn 2 của chương trình Welcome Core nó được triển khai, bởi trong giai đoạn 1 thì chúng ta không được quyền chọn người, và hiện nay giai đoạn 1 cũng chỉ áp dụng cho các quốc gia ở vùng đông của Phi Châu thôi, chưa tới lần người Việt chúng ta với Thái Lan. Ở đến nay cũng không ai biết chắc chắn chừng nào giai đoạn 2 mới phát triển, mới được triển khai. Đầu tiên Bộ Ngoại giao nghĩ rằng là tháng 6 này đây, và chúng ta đã ở giữa tháng 6 rồi, nhưng không, bây giờ họ đã phải rời đến cuối tháng 9, và tôi nghĩ rằng có lẽ cuối tháng 9 cũng chưa triển khai được đâu, phải chờ đến cuối năm. Và như vậy thì không bao nhiêu người được hưởng cái chương trình này hết. Chi bằng bây giờ thực sự sắp tới đây có khá nhiều người Việt của chúng ta sẽ đi định cư ở Úc, ở Tân Tây Lan cũng có, ở Hoa Kỳ thì khá đông, ở Canada cũng nhiều. Bởi vì cái cuộc vận động của chúng tôi đó, bắt đầu nó có dấu hiệu, có tiến triển như là chúng tôi dự tính. Thành ra chúng tôi mong rằng và không cần phải chờ tới giai đoạn 2 của chương trình bảo lãnh tư nhân, mà ngay bây giờ ở chỗ nào mà đồng bào chúng ta đến, chúng tôi sẽ báo ới lên cho cộng đồng ở vùng đó biết, hãy xuống nhau lại giúp cho cái gia đình ấy, bảo bọc, đùm bọc của cộng đồng, nó mang cái ý nghĩa rất lớn cho họ, cho những người lỡ ngỡ vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Thì đấy là cái thông báo chính. Cái thông báo thứ hai đó, thì bên cạnh 1.000 đồng bào ấy thì còn 50 cựu thuyền nhân ở bên Thái Lan từ rất lâu, họ đi vượt biên năm 1990. Ở khoảng thời gian đó họ vẫn còn kẹt ở bên Thái Lan, và bây giờ chương trình nhân đạo dành cho họ đã đóng mất rồi. Hiện nay BPSOS bắt đầu phát động một chiến dịch ở bên Canada để kêu gọi cái sự nhập vào của Quốc hội Canada, yêu cầu chính phủ Canada mở lại cái chương trình nhân đạo và đã đóng lại năm 2018, chỉ cần mở ra trước ngắn thôi. Bởi chúng tôi biết cái số hồ sơ là bao nhiêu, hiện nay còn kẹt bao nhiêu người, họ mở ra và họ nhận định cư trước ngắn, thì đấy là cái nỗ lực thứ hai để mà giúp cho các đồng bào cựu thuyền nhân còn kẹt bên Thái Lan để mở cái lối thoát cho họ để được đi định cư lại. Dạ vâng, xin cảm ơn Thắng. Thì như vậy anh nói rằng là cái chương trình mà bảo trợ tư nhân á, Welcome Class bây giờ là cái giai đoạn đầu tiên là nó chủ yếu là dành cho những cái cộng đồng, không phải là cộng đồng ở bên người Việt Nam ở bên Thái Lan, và nếu chúng ta muốn á, là chúng ta phải đợi cho qua cái giai đoạn thứ hai phải không thưa anh? Đó, đúng rồi, phải chờ đến giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn 2 giờ này chưa biết lúc nào sẽ triển khai, và nếu triển khai quá trễ đó, nó không còn ở trong cái tài khoá này nữa mà nó sẽ lẹp vào cái tài khoá 2024. Tài khoá của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cho năm 2024 bắt đầu ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đến giờ này chúng ta chưa biết ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ dành cho năm 2024 là bao nhiêu,
bao nhiêu trong đó sẽ dành cho vấn đề định cư người tị nạn, nó sẽ quyết định là bao nhiêu người tị nạn sẽ được nhận vào Hoa Kỳ, kể cả những người sẽ được nhận theo chương trình bảo lãnh tư nhân. Và rồi bắt đầu giữa năm 2004 thì là bắt đầu cuộc tổng tuyển cử, vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra, và lúc đó gần như mọi chuyện sẽ đình trệ hết. Bởi vì sao? Bởi vì không ai biết trước được ai sẽ là tổng thống, đảng nào sẽ nắm quốc hội, chính sách tị nạn của họ sẽ ra sao. Thành ra nếu mà chờ đến tháng 9 năm 2024 thì quá trễ rồi, và coi như đến lúc đó không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng có hai điểm ở đây: được người nào hay người đó. Cái thứ hai là tự vì chương trình Welcome Core thực sự nó vẫn nằm ở trong cái chương trình của chính phủ Mỹ. Ta hy vọng rằng khi có những nhóm bảo lãnh đứng ra bảo lãnh thì nó sẽ giúp chúng tôi để vận động với chính cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để chuyển hồ sơ vào cái dòng chờ chuyển qua Mỹ. Và ngay cả khi mà các cái nhóm bảo lãnh tư nhân chưa đủ sức, chưa đến cái thời điểm để bảo lãnh đấy, thì nó vẫn nằm ở trong cái dòng chờ của chính phủ Mỹ. Thì hy vọng lúc đó chính phủ Mỹ sẽ đứng ra để mà giải quyết vấn đề định cư cho những người này. Quan trọng là phải vào trong cái dòng chờ, gọi là pipeline, là cái dòng chờ. Mình còn đứng ở ngoài dòng chờ coi như mình không có tên tuổi ở trong danh sách của Mỹ. Nhưng mà nếu cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chuyển cái hồ sơ ấy sang cho Mỹ thì nó bắt đầu nó nằm ở trong cái dòng chờ, thì ít ra chúng ta có cơ hội. Thì nó có hai cái lợi ích như vậy. Tôi vẫn khuyến khích nhưng mà không trông mong quá nhiều vào cái chương trình Welcome Core để mà giải quyết số lượng lớn những đồng bào chúng ta đang kẹt ở đây thế nào. Và cuối cùng đó là chúng tôi mong rằng sẽ có sự tiếp ứng của đồng bào chúng ta ở nhiều nơi để đón tiếp những cái gia đình tị nạn sắp sửa đến Hoa Kỳ, hoặc vừa mới đến Hoa Kỳ, đến Canada, đến Úc và đến Tân Tây Lan. Chúng tôi sẽ thông báo và mong rằng cộng đồng ở từng địa phương một sẽ tiếp tay để đón tiếp, nâng đỡ tinh thần cho những đồng bào mà kẹt ở bên Thái Lan rất nhiều năm. Tôi đồng thời cũng vừa mới phát động một chiến dịch vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ Canada lên tiếng cho các thuyền nhân, cựu thuyền nhân vẫn còn kẹt bên Thái Lan sau mấy chục năm từ cái ngày mà họ đến Thái Lan. Và tôi cũng mong rằng cộng đồng chúng ta ở Canada và những ai mà đang lắng nghe chương trình này mà có người quen, có bạn bè ở Canada, xin kêu gọi họ tiếp tay cùng với chúng tôi. Tôi xin tri ân. Dạ vâng, xin cảm ơn Thắng rất là nhiều và chúc cho anh một buổi sáng thật nhiều bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần hội thoại sắp tới. Xin kính chào tiến sĩ Đình Thắng ạ.